Đồ gỗ Đức Hiền kính chào quý vị, lúc này đang là buổi chiều ngày 25 tháng 10 2018. Và clip này chúng tôi trân trọng giới thiệu một cặp, tức là một cái bàn làm việc và một chiếc tủ sách. Thì như vậy là chiếc bàn làm việc của tôi là kích thước là ngang là 1m27, sâu 54 và cao 76. Với cái kết cấu là có 4 ngăn kéo và một cái đợt rút ở giữa. Cái đợt rút giữa có thể là để tài liệu hoặc là đôi khi là để cái bàn vi tính. Cái này thì nó tùy tiện dùng thôi, rút ra rút vào được đây, nó cũng giống như một cái ngăn kéo nhưng mà để trơn. Thế còn các cái ngăn kéo này thì rất là sâu luôn, quý vị nhìn thấy nó sâu kịch luôn, để có thể đựng tài liệu. Đây là cái chúng tôi làm cho đơn đặt hàng của khách hàng là bác ở Hồ Ngọc Khánh. Đây là khách hàng thân quen chúng tôi, cho nên là từ lâu rồi là gia đình nhà bác là cái gì đặt ở đây. Thì chiếc bàn này như vậy, với 4 cái ngăn kéo này, cái bàn thì kích thước không lớn, đủ để ở trong phòng, rất là tiện dùng. Tất cả trơn tru sạch sẽ bằng gỗ gõ đỏ và kích thước ngồi rất là tiện dụng. Hàng họa tiết là trơn tru. Và phía trước này đây, tức là bàn có thể úp vào tường hoặc có thể quay ra thì đều là góc nào nó cũng đẹp hết luôn. Hoa văn vừa phải, không nhiều không ít. Và nó là tứ diện, bất kể cái chiều nào cũng là phải cả. Từ trên xuống dưới chỗ nào cũng là mặt phải. Tiếp theo là cái tủ sách. Tủ sách thì như vậy là kích thước là ngang 1m05, sâu 38 và cao 2m1. Tủ sách thì có thùng dưới và thùng trên. Và thùng dưới này là hai cánh đây. Trong cánh này thì có cái đợt nữa. Đây. Mỗi cánh này đều có một đợt bên trong. Cánh thì rất là chặt chàng. Và cái này nó cũng tứ diện. Nó chạy suốt cả bên nọ sang bên kia. Và hàng thì rất là dày dặn luôn, chắc chắn dày dặn. Cái này là không có cánh và cái này gần như là để ngăn phòng. Và cái đằng này thì trông như cánh nhưng thực ra là chỉ mở một bên thôi. Đấy. Và cả cái tủ sách này đây, chỗ nào cũng hoa văn hai mặt là như nhau. Cái này dự kiến là có thể là bác sẽ để giữa nhà cho nên hai mặt đều là mặt phải. Và cái tủ sách này có một cái chi tiết rất là ngạc nhiên, chỗ này trông như là vá gỗ đấy. Gần đây. Nhưng thực ra nó hoàn toàn là vân gỗ. Cái này ai cũng ngạc nhiên, đây cái vân gỗ nó đi này. Đây là một cái rất là đặc biệt và nhất là những người phương Tây rất thích những cái gây cái sự ngạc nhiên này, surprise này. Đây, hoàn toàn là nguyên bản gốc của cây gỗ. Và đây là hình ảnh báo cáo khách hàng để xin ý kiến khách hàng, lúc nào khách hàng đồng ý để chúng tôi chuyển đến. Tất cả đều dày dặn luôn, từ trên nóc, đường soi, đường bó, các đường chỉ, chỗ nào cũng nột nà hết. Chỗ nào cũng là mặt phải. Đây là hình ảnh đang quay tại phía trước của tầng 1 khu B của Đồ Gỗ Đức Hiền. Nơi đây đang còn hàng loạt hàng khẩu. Tất cả trong 3 khu ABC của tôi là còn hàng ngàn sản phẩm đang chờ đợi quý vị đến. Và tôi cũng báo giá luôn là hai cái sản phẩm này tổng cộng là 60 triệu. Trong đó thì cái bàn làm việc nó sẽ là 28 triệu và cái tủ sách là 32 triệu. Hàng rất là dày dặn luôn. Xin quý vị liên lạc theo số điện thoại trên màn hình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin ý kiến của khách hàng ở Hồ Ngọc Khánh để chúng tôi, các bác cho cái lịch để chúng tôi chuyển hàng. Tạm biệt quý vị.